7 sai lầm khiến bạn không bán được hàng trên các trang thương mại điện tử. 1. Thiếu nội dung chất lượng. Nội dung là rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng mua sắm trực tuyến. Thiếu nội dung chất lượng, chi tiết và khách quan có thể khiến khách hàng không tin tưởng và không mua hàng của bạn. 2. Thiếu hình ảnh chất lượng. Hình ảnh chất lượng cao giúp khách hàng hình dung được sản phẩm và trải nghiệm chân thực nhất có thể. Nếu không cung cấp hình ảnh đầy đủ và chi tiết về sản phẩm, khách hàng có thể không tin tưởng và không mua hàng của bạn. 3. Thiếu phản hồi nhanh chóng. Khách hàng muốn được phản hồi nhanh chóng và một cách có hiệu quả trong việc hỗ trợ. Thiếu phản hồi nhanh chóng có thể khiến khách hàng không cảm thấy hài lòng và mất niềm tin vào đội ngũ hỗ trợ của bạn. 4. Thiếu thông tin liên hệ. Không cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để khách hàng có thể tìm hiểu về bạn có thể khiến họ mất niềm tin và không mua hàng của bạn. 5. Thiếu chính sách vận chuyển. Không có chính sách vận chuyển rõ ràng và hợp lý sẽ khiến khách hàng không mua hàng của bạn. Khách hàng muốn biết mức phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. 6. Thiếu marketing hiệu quả. Không có chiến lược marketing hiệu quả và không tìm kiếm đúng đối tượng khách hàng sẽ làm giảm mức độ quan tâm của khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của bạn. 7. Thiếu chính sách kiểm định sản phẩm. Khách hàng muốn có niềm tin vào sản phẩm của bạn. Nếu sản phẩm của bạn không được kiểm định một cách đầy đủ hoặc không được công khai, khách hàng có thể mất niềm tin vào sản phẩm của bạn và dẹp bỏ mua hàng của bạn. Vì vậy, để bán hàng trên các trang thương mại điện tử, bạn cần phải tránh những sai lầm trên để có thể tăng cường độ tin tưởng và doanh số bán hàng. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều bài học giá trị khác.